Hi, xin chào các bạn. Welcome các bạn đã tới với kênh của Anna Hà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề SBA loan. Cái SBA loan này, hôm nay mình muốn nói là về cái này là EIDL loan. Thì đây là cái tiền hỗ trợ của chính phủ dành cho các doanh nghiệp và self-employed independent contractor. Thì người ta đã mở lại nhận hồ sơ vào ngày 15 tháng 6. Thì cái loan này là first come first serve. Bạn nào nộp đơn trước thì sẽ được nhận tiền trước. Khi mà mình nộp đơn ở đây thì người ta trong vòng 3 ngày người ta sẽ giải quyết cho bạn mượn cho bạn số tiền là 1.000 đô cho một nhân viên. Thì sau đó là người ta sẽ cho bạn mượn cái loan nữa. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta chỉ muốn cái 1.000 thôi, mình không có muốn nhận cái loan. Và cũng có rất nhiều người muốn nhận được nhận cái loan này để trang trải chi phí. Nhưng mà có rất nhiều người không biết dùng cái số tiền này như thế nào. Thì các bạn hãy theo chân mình để tìm hiểu thêm về cái cách sử dụng cái loan này nha. Mình hãy đợi đã. Mình make sure là mình nhận được cái này là cái rent hay là cái loan. Thì khi mà bạn nộp đơn để xin SBA cái số tiền này thì trong vòng 3 ngày họ sẽ giải quyết cho bạn ngay tức thì là bạn sẽ nhận được mỗi nhân viên 1.000 đô vào nhà băng của bạn. Người ta chưa có tính là bạn được loan hay không được loan, thì bạn mỗi người sẽ nhận được 1.000 đô trong nhà băng của bạn. Ví dụ bạn là chủ tiệm nail thì có 5 thợ thì bạn sẽ nhận được 5.000 trong nhà băng của bạn trong vòng 3 ngày đầu tiên khi nộp đơn. Thì bây giờ người ta nói 3 ngày đầu tiên nhưng mà cũng tùy lúc chứ không phải lúc nào cũng như vậy. Tại vì bây giờ hồ sơ nộp quá nhiều mà người ta giải quyết không kịp thì có thể trễ hơn 3 ngày. Thì cái đầu tiên vào nhà băng của bạn, không cần chữ ký của bạn, không cần verify information gì hết, thì cái đó là số tiền bạn không cần phải hoàn trả lại. 1.000 đô cho một nhân viên. Bạn làm một doanh nghiệp, một chủ, một nhân viên thì bạn nhận được 1.000 đô. Thì bạn có thể sử dụng cái số tiền này để trang trải những cái khoản nợ nần hay là của bạn ngay tức thì ngay lúc đó. Còn sau đó thì người ta sẽ gửi cái thư yêu cầu bạn theo cái link đó để mà mở cái account để mà nhận cái loan. Người ta approve cho bạn cái phần loan là bao nhiêu, thí dụ 20.000 đô đi, thì bạn vào đó bạn verify information rồi bạn phải ký tên. Rồi người ta mới chuyển cái số tiền đó vào cái nhà băng của bạn. Thì cái đầu tiên mà cái số tiền mà vào trong nhà băng của bạn, bạn không cần phải làm gì cả. Thì cái số tiền đó là 1.000 cho mỗi người. Thì bạn có thể dùng vào bất cứ việc gì bạn muốn. Nhưng mà tiếp theo đó là cái loan. Khi mà người ta nói là cái loan thì bạn phải trả tiền lại. Cái loan này bạn phải sử dụng đúng mục đích, chứ không phải là mình sử dụng bất cứ việc gì mình thích. Tại vì có nhiều người nghĩ là tôi mượn cái loan này, cái này là tôi mượn mà tôi trả lại, cho nên tôi muốn xài bất cứ cái việc gì tôi xài. Cái đó là không đúng. Cái loan này loan của chính phủ, họ quy định cái mục đích xài của cái loan này, cho nên bạn phải xài cho đúng mục đích. Thì trên cái trang của tờ báo Money thì người ta có giải thích với chúng ta rằng cái số tiền này mình có thể sử dụng vào cái mục đích như là trả tiền tiền cho nhân viên bị bệnh, trả tiền mỗi tháng cho nhân viên, mình mua đồ supply, mình trả tiền rent, hoặc là trả những cái khoản khác ở trong business. Bạn không có cần phải nhưng mà bạn không có được
sử dụng cái số tiền này sửa chữa những cái physical, là những cái ví dụ mình cần cái parking lot mới thì mình bỏ ra tiền ra để mình xây cái parking lot mới hoặc là sửa cái parking lot mới, mình không có được sử dụng cái vào cái việc đó, hoặc là expansion, hoặc là làm lớn cái business của mình ra, hoặc là trả tiền bonus cho mình hoặc cho employee, hoặc là trả tiền nợ lâu năm của mình, thì những cái việc đó không được sử dụng. Cái số tiền này của SBA thì cái số tiền loan này có cái tiền lời là 3.75 dành cho cái small business, nhưng mà cái với business mà không phải phi lợi nhuận á, là cái business phi lợi nhuận thì người ta lấy tiền lời chỉ 2.75 thôi. Thì khi nào chúng ta phải trả lại cái tiền này, bắt đầu trả lại cái tiền loan này? Thì sau 12 tháng. Sau 12 tháng thì mình bắt đầu mình trả cái số tiền này lại. Maximum pay cho là 30 năm. Mình trả cái số tiền này trong vòng 30 năm. Thì khi mà bạn ký tên để mà mình nhận cái loan á, thì người ta có tính sẵn cho bạn là với số tiền đó mỗi tháng bạn trả bao nhiêu trong vòng 30 năm. Và một câu hỏi mình thường hay gặp đó là khi mà bạn làm việc W2, làm việc nhận lương W2 thì bạn có được apply cái này hay không? Thì câu trả lời là không nha các bạn. Mình không có được, mình không không có phải là doanh nghiệp, mình không có phải là independent contractor hoặc sao self employee thì mình không được apply cái loan này. Và một cái câu hỏi nữa là nếu mà một doanh nghiệp apply cho cái loan mà người ta không muốn cái loan, mình chỉ muốn cái rent thôi, có nghĩa là $1.000 cho một nhân viên đó, mình chỉ muốn cái số tiền đó thôi, như vậy có được không? Vẫn được nha các bạn. Khi mà mình nhận được cái rent vô thẳng trong nhà băng của mình thì mình không có làm gì những gì tiếp theo nữa, không có ký tên để nhận thêm số tiền loan hay là không có create account, thì bạn dừng lại cái ở việc là bạn nhận được cái số tiền trong băng thôi, cái số tiền đầu tiên trong băng thôi, nhiêu đó là đủ rồi, bạn có thể dừng, thì bạn không có cần phải mượn loan của họ. Và một điều cuối cùng mình muốn nói đến các bạn là cái interest cho cái loan này là cái fixed interest, có nghĩa là mình trả tiền cái loan này là 3.75 interest, thì nó sẽ giữ 3.75 cho tới 30 năm luôn, chứ không phải là cái interest nó không phải mu do lên xuống thất thường, nó là nó fixed interest, có nghĩa là cái interest 3.75 đó là trong vòng 30 năm. Ví dụ mỗi tháng bạn phải trả cái số payment của mình là 500 đồng đi, thì mình vẫn trả 500 đồng cho 30 năm, chứ không phải thay đổi gì hết. Và một điều nữa là tất cả các doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ được quyền apply để xin cái loan này, không có giới hạn là một cái tiểu bang nào hết. The maximum loan là được 2 triệu. 2 triệu đô la cho một cái doanh nghiệp. Đó là maximum loan. Mặc dù nó không quá nhiều nhưng mà nó rất là giúp ích trong cái giai đoạn hiện tại. Đây là những cái chia sẻ, những cái hiểu biết của mình. Nếu bạn nào mà có những cái thông tin gì hữu ích để giúp ích cho cộng đồng, xin mời các bạn hãy viết comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các comment của các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào.